Hai anh em, cuối năm 2024 rồi mà không còn gì xui hơn nữa, bay mất xác con máy bay vào trong đúng cái khu như thế này nè anh em. Ở trên là cây tàn cao ha, ở xung quanh là toàn là cây cây và cây cây và cây, tất cả các cây đều tàn cao. Mình bay trên khoảng 20 mét anh em, và bất ngờ là cái cánh của nó bị văng ra khỏi cái máy á. Cái máy này thì không phải máy của mình, máy này máy của khách thôi, mình mượn mình test bay thôi. Mình test bay bay đang bay thì nó văng cánh ra. Rồi nó rơi xuống xong mình tìm hoài không thấy xác anh em. Những cây bụi, những cây tàn cao như thế này nè anh em. Rồi xong cái không biết nói gì luôn nữa. Quá buồn luôn. Không tìm thấy xác được tại vì là cái lâu quá rồi, nó vướng toàn là trên cây không mà nó không có rơi xuống đất. Mình có định vị đi tới đúng cái nơi định vị trên cái tay khiển luôn nhưng mình vẫn tìm không thấy, nó vướng đâu ở trên nóc. Rồi mình sử dụng drone mình bay ở trên để mình ngó xuống mình nhìn coi có cái gì trên không, thì cũng không có gì.
Nha. Có sử dụng drone để bay để tìm rồi, nhưng mà cũng không tìm thấy gì hết. Nó quá nhỏ này, mình bay con mini 2 nha anh em. Bay con mini 2. Rồi xong giờ nó dướng ở đâu thì mình không biết luôn, không thể nào xác định luôn luôn. Vì do nó văng cái cánh ra anh em. Nó văng cái cánh này khỏi cái motor và nó mất phương hướng anh em, nó mất phương hướng thì nó lạc tay lái rồi, nó lúc nó rơi mình không xác định chính xác được cái vị trí nó rơi. Lúc nó báo boss connection nó mất kết nối là lúc đó nó đang ở độ cao có 20 mét thôi anh em, 20 mét, nhưng mà 20 mét nó mất kết nối rồi nó rơi xuống, thì lúc đó mình nghĩ là nó vẫn còn cánh, nó vẫn còn quay á,
tại vì nó bị văng cánh ra thì những cánh còn lại nó vẫn quay, và nó quay thì nó trôi đi á, bây giờ nó không xác định được nó trôi từ đâu, chỉ có 20 mét thôi mà bây giờ nó rơi xuống như một nguyên một cái đám cây ở dưới anh em, cây toàn là cây cây cao không à, cây cao, cây này là dạng cây nông nghiệp á, rất là cao luôn, rất là nhiều tầng lá luôn, bây giờ nó rơi đâu không xác định được luôn, quá buồn. Buồn cuối năm 2024 anh em.